Thank you.
anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em đồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất chung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng ngại chi em ơi, yêu anh yeah. Người anh yêu ơi, em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Người anh yêu ơi, mơ ước chi xa xôi, em biết không em ơi. I love mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất chung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đời ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng ngại chi em ơi, yêu anh nhé. Người anh chút hương đôi môi thật mềm ngọt ngào.
mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chúng đôi. Và ngay bên anh cho em yêu cuộc đời, ta chỉ cần nhau thôi. Và xin được trân trọng kính mời quý vị quan khách, các quý vị đại biểu, chúng ta hãy nâng những chén trà xanh để ấm lòng chàng rể, ăn một miếng trầu để thắm đỏ má cô dâu, và hướng về trung tâm phòng cưới gia đình họ nhà gái chúng tôi để đón nghe lời phát biểu xin dâu của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại biểu đại diện. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể các vị đại biểu, thay mặt cho đơn vị các cháu công tác, kính thưa toàn thể bà con và bạn bè của gia đình và của hai cháu. Cháu Vũ Quốc Tuấn và cháu Vũ Khánh Linh tìm hiểu nhau qua thời gian rất là dài và được hai bên gia đình bố mẹ đồng thuận cho phép được tìm hiểu. Và đến ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, nhà trai chúng tôi có cơ trầu đến để trình với họ nhà gái. Chúng tôi được đón cháu Vũ Khánh Linh về để tổ chức thành hôn cho các cháu. Chúng tôi đã có cơ trầu trình các cụ, và hôm nay chúng tôi được phép là đón cháu Vũ Khánh Linh về để tổ chức đám cưới. Chúng tôi xin xin ý kiến của họ nhà gái để trước khi chúng tôi trình cái lịch trình tổ chức đám cưới cho cháu ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, và để đáp lại lời phát biểu xin dâu của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai, giờ này chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu là vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái có đôi lời phát biểu giao dâu. Và kính thưa các vị đại diện cho hai gia đình họ nhà trai và nhà gái, sau lễ ăn hỏi hôm 12 tháng 6 mới đây, chúng ta đã được dự lễ cưới hằng thuận cho hai cháu Quốc Tuấn và Khánh Linh tại chùa Vọng Cung Nam Định. Đúng là một ngày lễ cưới lần đầu tiên tôi cũng như nhiều người khác được dự. Thật là một lễ cưới long trọng và đầy ý nghĩa nhân văn tốt đẹp dành cho ngày vui của cháu Quốc Tuấn và Khánh Linh. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, giờ đẹp, nhà trai lại tổ chức lễ đón dâu về nhà để tổ chức hôn lễ cho hai cháu. Kể từ giờ phút vui mừng này, từ nay cháu Khánh Linh, con gái lớn của vợ chồng ông Tuyết Thiết, bà Khánh được làm dâu con trong gia đình ông Tân, bà Ngọc, là cháu của các ông, các bà trong họ tộc, là chị, là em, là các anh, các chị trong gia đình nhà trai. Nhà gái chúng tôi, nhất là gia đình ông Thiết, bà Khánh, rất mong được các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị bảo ban cháu sớm trở thành dâu hiền, vợ đảm đang, cháu ngoan trong gia đình họ tộc nhà trai. Và cũng kể từ giờ phút này, gia đình và họ tộc chúng tôi rất vui mừng được nhận cháu Quốc Tuấn là rể, là con, là cháu trong gia đình họ tộc chúng tôi. Rất mong các cháu hết lòng thương yêu nhau, cùng nhau xây dựng gia đình, sung túc về kinh tế, ấm êm về tình cảm, luôn ghi nhớ những lời giáo huấn của nhà chùa hôm lễ hàng thuận. Cuối cùng, xin cảm ơn sự có mặt của các cụ, các ông, các bà và các bạn bè của hai gia đình của hai cháu đã tới chung vui cùng gia đình trong ngày lễ thành hôn của hai cháu. Xin kính chúc quý vị mạnh khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các ông, các bà trong hai họ, để chia vui niềm vui của hai gia đình và để chúc mừng hạnh phúc trăm năm của hai cháu Tuấn Linh, tôi, ông nội của cháu Linh, xin có ý kiến. Sau khi được cha mẹ và hai cháu cho phép, hai cháu đã có một thời gian tìm hiểu.
giữa cháu Linh và cháu Tuấn đã có nhiều cuộc hội ngộ để chia sẻ tâm tư tình cảm, và cuối cùng hai cháu đã nhất trí sẽ xây dựng hạnh phúc bên nhau. Sau đó hai cháu về báo cáo lại với lại ba bố mẹ của hai cháu. Hai gia đình đã có những buổi thăm hỏi lẫn nhau và để gặp nhau để cùng trao đổi để chọn ngày lành tháng tốt tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Và hôm nay 24 tháng 6 năm Đinh Dậu, tức ngày 17 tháng 7 năm 2017, buổi lễ thành hôn chính thức cho hai cháu đã được tiến hành đúng như dự định của gia đình, với sự có mặt của các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em trong hai họ đến dự tới dự buổi lễ thành hôn của hai cháu ngày hôm nay. Chúng tôi xin thay mặt cho ông Thiết và bà Thắng là bố mẹ của cháu Linh xin chân thành cảm ơn và ghi nhận tình cảm quý báu mà các ông các bà đã dành cho hai gia đình và cho hai cháu ngày hôm nay. Kính thưa các ông các bà, ngày hôm nay cũng là ngày bước ngoặt của hai cháu trong vòng tay của bố mẹ hai cháu. Thì sau buổi lễ tập hôm nay, hai cháu đã thành một tiểu gia đình trong đại gia đình của hai họ chúng ta. Sau đây với cháu Tuấn, trách nhiệm là một người chồng, sau tới là một người cha. Với cháu Linh, nhiệm vụ của một người vợ và nhiệm vụ của một người mẹ khi các cháu có con cái. Với sự sôi động và cơ chế thị trường ngoài xã hội như hiện nay, với bầu không khí mới cho một tiểu gia đình, tôi tin chắc rằng hai cháu sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ trong sinh hoạt hàng ngày. Và để hai cháu làm tròn được trách nhiệm và nhiệm vụ của hai cháu đối đôi bên bố mẹ và hòa hà, tôi mong rằng với sự thương yêu của các ông, các bà, cô dì, chú bác trong họ, và nhất là với bố mẹ của hai cháu luôn luôn quan tâm theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn và dạy bảo thêm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cháu để các cháu dần dần ổn định được không khí của một gia đình. Với cháu Tuấn và cháu Linh, ngày hôm nay trong lễ thành hôn này, đây là một ngày đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người khi đi xây dựng hạnh phúc riêng tư cho chính mình. Các cháu sẽ bảo an nhau, giúp đỡ nhau, lắng nghe những lời dạy bảo của ông bà bố mẹ để hoàn thành trách nhiệm của một người con. Trong ngày lễ hành hoạt vừa qua tại chùa Vọng Cung, các cháu cũng đã nghe được các thượng tọa trong chùa giáo huấn căn dặn về tình nghĩa vợ chồng và trách nhiệm của những người con đối với bố mẹ. Trong cuộc sống vợ chồng phải chung thủy, thương yêu nhau, phải giúp đỡ nhau, bình đẳng trong mọi sinh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong không khí trong gia đình lúc nào cũng được vui vẻ ấm áp. Đối với cha mẹ, như trong bài nước biển đông không đông đầy tình mẹ, gió trời động lộng không phủ kín câu cha, hoặc ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con. Đó là những lời giáo huấn rất chiêm lý. Mong rằng hai cháu sẽ giữ ý kê lần này suốt cuộc đời để làm tròn phận sự của người con, để trở thành người con trong gia đình lúc nào đối với các ông, các bà trong họ là một người cháu ngoan ngoãn. Kính thưa các ông, các bà, tôi xin thay mặt một lần nữa xin thay mặt cho ông Thiết và bà Khánh là bố mẹ của cháu Linh xin chân thành cảm ơn các ông, các bà đã tới dự, và xin vô lời kính chúc các ông, các bà và các bạn một lời chúc mạnh khỏe, an khang và hạnh phúc, tạo mọi điều kiện và thuận lợi nhất trong sinh hoạt mỗi ngày.
Xin chân thành cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Lên sân khấu là song thân phụ mẫu của cô dâu Khánh Linh sẽ có một món quà rất ý nghĩa đặc biệt để chúc mừng hạnh phúc cho hai con trong ngày vui trọng đại. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Thiết và bà Kim Khánh là song thân phụ mẫu của cô dâu sẽ trở lên bộ sân khấu để trao quà cho con trong ngày vui trọng đại. Xin trân trọng kính mời.
song thân phụ mẫu của cô dâu đang có những món quà rất ý nghĩa đặc biệt để chúc mừng hạnh phúc cho hai con trong ngày vui trọng đại. Rộn ràng thật là dài để chúc mừng và cảm ơn. Và xin mời em gái chúng ta hãy trở lại vùng sân khấu để các nhà quay phim, các nhà nhiếp ảnh sẽ ghi lại hình ảnh với em, với anh chị và với bố mẹ trong ngày vui trọng đại của anh chị em này. Bác của cô dâu. Vâng, xin mời các bác ạ. Vâng, xin mời các bác của cô dâu, các bác, các cô, các cậu, các mợ. Chúng ta có món quà chúng ta vẫn khẩn trương cho ạ. Vâng, có lẽ là vâng, còn ít phút nữa thì cũng dành cho các bác. Kính thưa quý vị và giờ này, chúng con xin được trân trọng kính mời phần quà đến từ bà ngoại của cô dâu cũng có món quà để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Xin được trân trọng kính mời phần quà đến từ bà ngoại của cô dâu ạ. Vâng, xin mời hai vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái, đại diện họ nhà trai hãy chuẩn bị ạ. Đi lại hình ảnh bà cũng như bố mẹ và cô dâu chú rể. Xin chào mừng. Xin mời vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai, vị đại biểu đại diện họ gái hãy trở lên bục sân khấu để các nhà nhiếp ảnh, các nhà quay phim sẽ ghi lại hình ảnh. Chắc chắn là cháu Vũ Quốc Tấn và Vũ Khánh Linh sẽ nhớ mãi cái lời ông nội của cháu Khánh Linh đã căn dặn. Những lúc khó khăn, các cháu hãy nhớ những lời của ông dạy, ông căn dặn trước khi chúng ta bước vào một chặng đường mới, phấn đấu mới. Cầm tay bước đi
tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi buổi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đời ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên. Sao giữ em tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo than đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói. Đây chính là thiên thần. Quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng là mưa lớn nhưng mà lúc này lại hửng nắng. Và tất cả quý vị và các bạn, chúng ta đang dành sự quan tâm của mình tới khán phòng của gia đình nhà trai chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ tất cả các nghi thức ở nhà trong đã hoàn thiện. Vậy chúng tôi rất muốn quý vị và các bạn, chúng ta cùng dành một tràng vỗ thật lớn thật dài để chào đón giây phút bố mẹ của chú rể sẽ đưa con trai và con dâu của mình ra mắt tất cả quý vị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay tại sân khấu của Tư Gia gia đình nhà trai chúng tôi. Xin mời. Đã hoàn thành cái việc đời người của mình, đó chính là tổ chức và dựng vợ gả chồng cho các con. Và bên cạnh đó là chúng ta chúc mừng cô dâu và chú rể, bởi vì họ đã đúng là đã lựa chọn được nhau, và họ đã lựa chọn ngày hôm nay để thực hiện mơ ước đời mình,
đó chính là gắn kết với nhau để trở thành chồng, thành vợ, trước sự chứng kiến của bố mẹ hai bên, trước sự chứng kiến của tất cả các ông, các bà cũng như toàn thể cha bác anh em. Và ngày hôm nay là ngày đẹp nhất đời, ngày chung đôi, một ngày khởi đầu cho cả trăm năm. Quý vị và các bạn, chúng ta đã tới đây để quý vị và các bạn chúng ta chứng kiến nghi thức rất trọn vẹn. Một lần nữa cho phép tôi được thay lời cho bố mẹ của chú rể và thay lời cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay, xin được một lần nữa nói lời cảm ơn chân thành tới tất cả quý vị và các bạn, tất cả những ai đã có mặt tại đây hôm nay và giờ này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ạ. À, kính thưa tất cả quý vị và các bạn, như tôi đã nói ở lúc đầu thì phái đoàn của gia đình nhà gái đã thành lập phái đoàn để đưa con cháu của mình về làm dâu con của gia đình nhà trai. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin phép được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái sẽ lên phát biểu để trao con cháu của mình cho gia đình nhà trai. Cụ thể ở đây là bố mẹ của chú rể cùng với dòng tộc của gia đình nhà trai chúng tôi ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà trong hai gia đình và hai dòng họ, cũng như là bà con thân thuộc của hai gia đình. Hôm nay chúng tôi được chứng kiến sự tiếp đón của gia đình họ nhà trai tại lễ hôn hôm nay rất là trinh trọng và thấm tình gia đình. Hôm nay chúng tôi đưa chân cháu Khánh Linh về nhà chồng, chúng tôi mang một niềm tin là cháu sẽ được gia đình bậc chỉ bảo dạy dỗ cho cháu trở thành người con dâu hiền lành, hiếu thảo và đảm đang. Xin chúc các cụ, các ông, các bà lời chào, chúc các ông, các bà mạnh khỏe và đạt được nhiều nguyện vọng tốt đẹp. Xin cảm ơn. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái. Trong lời phát biểu của mình thì ở đây ông đã nói tới niềm tin. Niềm tin ở đây là cô dâu với sự giúp đỡ của gia đình nhà trai, với sự giúp đỡ của chú rể thì sẽ hoàn thành trách nhiệm là một cô dâu hiền. Đó chỉ là mong muốn của một mình ông ngày hôm nay, nhưng điều đó đã thể hiện được mong ước của cả một gia đình, một dòng tộc gửi tới cô dâu và chú rể và gửi tới bố mẹ của chú rể ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, sau lời phát biểu của ông thì sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai cũng tiếp lời ông ngay sau đây. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, công, các bà, kính thưa hai họ, cách đây ít phút, cháu Vũ Khánh Linh đã chính thức là con, là cháu của gia đình họ nhà trai, gia đình của ông Tân và Ngọc. Như vậy, nhà ông Tân và Ngọc đã có thêm một thành viên mới, và chúng tôi, họ hàng, chú bác, cô dì cũng có thêm một cháu mới, một thành viên mới trong đại gia đình họ hàng của chúng tôi. Có thể nói là hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của hai cháu, của cháu Vũ Quốc Tuấn và cháu Vũ Khánh Linh. Trong thời gian vừa qua đã được hai gia đình hết sức chăm sóc, hết sức vun đắp, từ tổ chức, từ lễ chạm gõ đến tổ chức lễ ăn hỏi, và đặc biệt sau lễ ăn hỏi là tổ chức cái lễ hằng thuận cho hai cháu tại chùa Vọng Cung do Đại Đức chủ trì. Chùa Vọng Cung là người tổ chức. Các ông, các bà đã chứng kiến cái giờ phút hạnh phúc, cái giờ phút long trọng đứng trước Tam Bảo. Và như vậy có thể nói là hạnh phúc của hai cháu hết sức trọn vẹn. Ngày hôm nay được công các bà, hai họ mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng đã dành thời gian rất quý báu của mình để chứng kiến chúng tôi đón cháu dâu về và chuẩn bị lát nữa chứng kiến cái tổ chức lễ thành hôn trọng thể tại địa điểm câu lạc bộ Vị Hòa. Thay mặt cho ông bà, ông Tân và nhà trai, xin cảm ơn sự có mặt của các ông, các bà, của hai họ, của bạn bè, của các cháu và gia đình gần xa
đã đến cùng chia vui với gia đình chúng tôi. Và lát nữa thì xin thưa chuyện là sau cái lễ nhập trạch, sau cái lễ cúng gia tiên xong thì chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể các cụ, các ông, các bà, hai họ cùng chúng tôi ra chỗ địa điểm Đức Thánh Trần Hương Đạo để thắp hương, và sau đó là các cụ, các ông, các bà về câu lạc bộ Vị Hoàng để ta tổ chức trong thể lễ thành hôn cho hai cháu. Xin thay mặt cho gia đình lần nữa xin trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà đã có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Gia đình chúng tôi rất biết ơn hai vị đại biểu đại diện cho hai gia đình đã dành những lời hay ý đẹp để nói lời cảm ơn tới tất cả quý vị, để chúc phúc cho hai bạn trẻ ngày hôm nay. Đặc biệt là thông qua lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai thì chúng ta đã thấy rõ là nghi thức của cô dâu và chú rể tiến tới tổ chức lễ thành hôn trong buổi chiều ngày hôm nay tại một trong những nơi đẹp nhất, đó chính là khách sạn Vị Hoàng. Quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng là hai gia đình đã chuẩn bị mọi điều kiện chu đáo, kể về thủ tục theo truyền thống văn hóa của một dân tộc trọng đạo là dân tộc Việt. Và bên cạnh đó là các nghi thức về cưới hỏi. Hai bên gia đình đã gìn giữ tất cả các nghi thức quan trọng nhất, ý nghĩa nhất, văn hóa nhất cho hai bạn. Và với tất cả những truyền thống tốt đẹp ấy thì chúng ta có quyền hy vọng rằng họ sẽ sống với nhau mãi mãi hạnh phúc, và sống với nhau phát huy tốt đẹp truyền thống của hai gia đình để xây dựng hạnh phúc của mình ngày càng tốt đẹp hơn, như mong muốn của tất cả các ông, các bà cũng như toàn thể các anh, các chị ngày hôm nay dành cho. Còn bây giờ, tất cả các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em đã đến đây chung vui, đến đây chứng kiến, đến đây chúc phúc, thì sau đây chúng tôi xin được mời bố mẹ của chú rể sẽ trở về vị trí đại biểu của mình để dự ngày vui của các con. Còn xin mời hai bạn sẽ đi mời nước, mời thuốc tất cả các ông, các bà cũng như toàn thể anh em, cô bác ngày hôm nay, để tỏ lòng biết ơn của mình tới tất cả các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em. Và ngày hôm nay đã đến đây một cách rất trọn vẹn, một cách rất đầy đủ, một cách đầy cố gắng trong ngày mưa. Xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể, xin mời bố mẹ của chú rể, xin mời. Chơi nhà rằng mấy khi anh đến chơi nhà, hát lời con xuống chén trà mời nhau, hát lời con xuống chén trà mời nhau, để anh xây một miếng trầu dâu rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Ra em đừng hát hoay, ra em đừng nền nã, thương anh mắt cập ngưng để người dưng nhớ người dưng thế này. Giá miếng trời đừng thay, giá chén trà đừng chất, giá người ngoan đừng hát thì dối hơi ai lại phải lòng. Thì bây giờ ra ngõ ôi mới trông ra ngõ bà cha. Đừng khăn mó quá, đừng hát câu người ơi người ơi,
ngó mà chờ. Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền nã, đừng áo tứ thân đừng khăn mó quà, đừng hát câu người ơi người đừng về. Chót thương anh mắt gặp nhưng để người dưng nhớ người dưng thế này. Giá miếng trà đừng cay, giá chén trà đừng chát, giá người ngoan đừng hát vì dối hơi ai lại phải lòng. Bây giờ ra ngõ ôi mới trông ra ngõ mà chờ. Khách đến chơi nhà rằng, khách đến chơi nhà, khách đến chơi nhà rằng, khách đến chơi nhà. Chuyện nhỏ to công việc vẫn còn vẳng vẳng bên tai. Này anh hôm nay anh có thể về về nhà sớm hơn. Của tối hôm nay có món anh thích cả nhà chờ cơm. Em ơi hôm nay anh về muộn đang vội đến phòng thu. Bản tin thời sự và mic tape vẫn còn đang ngấp ủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà. Cuối tuần vẫn bị hoa đỏ chẳng cùng em được chuyện gần xa. Thêm ngày lo viết câu hát về người ta thở hơi bao đầu. Đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì như tháng ngày qua em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã là hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì như tối em thức muộn nhịn đói chưa cơm. Anh rất yêu em và con bà này anh xin đưa tặng hai mẹ con dâu. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Mặt hồ lá sắc sơ, những con đường vắng sương mờ. Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm.
trời đêm gió lạnh, giật mình nhớ tới anh. Hãy chờ em anh nhé, và hãy cho nhau sát lại nụ hôn như bất ngờ, ngọt ngào như vô tình. Yêu anh ngàn lần hơn nữa. Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ. Đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng em, để trái tim mù quên, để nỗi đau triền miên. Từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm. Hôn chúng ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau. Chọn đời mình bên nhau đi nhé anh tình yêu. Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi. Mặt hồ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ. Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Và cơn mưa ngoài trời đêm gió, giật mình nhớ tới anh. Hãy chờ em anh nhé, và hãy cho nhau sát lại nụ hôn như bất ngờ, ngọt ngào như vô tình. Yêu anh ngàn lần hơn nữa. Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ. Đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng em, để trái tim ngủ quên. Và ngay sau đây, ban tổ chức tôi xin phép được tuyên bố buổi lễ thành hôn của đồng trẻ Quốc Tuấn và Khánh Linh chính thức được bắt đầu. Kính thưa các vị quan khách và các bạn trẻ đã có mặt trong buổi hôn lễ của chú rể Quốc Tuấn sau chân của cô dâu Khánh Linh ngày hôm nay, gia đình chúng tôi rất lấy làm hân hạnh được đón tiếp quý vị tại câu lạc bộ Việt Hoàng thành phố Nam Định. Nhân dịp này, chia thay mặt cho hai họ gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa tất cả các quý vị, khi yêu nhau ai cũng mong muốn được chung sống với người mình yêu trong cùng một mái ấm gia đình, được nâng niu cho đến hết cả cuộc đời. Và giờ đây, niềm tin yêu ấy, niềm hạnh phúc ấy đã đến với đôi bạn trẻ Quốc Tuấn và Khánh Linh. Xin mời quý vị hãy hướng mắt ra phía cửa hôn trường để chào đón đôi nguyên lương Quốc Tuấn và Khánh Linh, nhân vật chính trong buổi hôn lễ long trọng ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, có một nhà thơ đã từng nói rằng làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào. Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người, là món quà quý giá để trao tặng cho nhau. Quốc Tuấn và Khánh Linh đã cùng nhau đi suốt một quãng đường dài, đã cho nhau những tình cảm thiêng liêng và trong sáng, đã thương yêu và nâng đỡ lẫn nhau, và họ nhận ra họ chính là một nửa của cuộc đời nhau. Trong niềm hân hoan của hai gia đình thì ngày hôm nay, tình yêu của họ đã gần hoa kết trái. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay cô dâu và chú rể được lên tên chồng vợ cũng chính là nhờ công ơn sinh thành và đức phục của cha mẹ đối với gia đình. Chúng tôi xin chào tất cả quý vị hãy có mắt lên sân khấu để đón đại diện của gia đình nhà trai ông Vũ Quốc Tuấn và bà Thái Thị Ngọc đã xuất thân của chú rể Quốc Tuấn. Xin được lên tên trước cúi chào các bên họ cùng cả quý vị trong ngày hôm nay. Vâng, về phía gia đình nhà gái, chúng tôi xin chào rất nhiều ông Vũ Thiết và bà Trần Thị Kim Khánh là xuất thân của cô dâu Khánh Linh. Xin cúi chào quý vị và toàn thể quý vị có mặt trong buổi hôn lễ long trọng ngày hôm nay.
Vâng ạ, kính thưa quý vị, và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị hãy hướng mắt ra phía cửa hội trường để cùng chào đón Quân Cơ Lương, Quốc Tuấn và Khánh Linh, nhân vật chính trong buổi hôn lễ long trọng ngày hôm nay. Cô dâu chú rể cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, tất cả những sản vật mà tạo hóa sẽ mà tặng riêng cho cô dâu và chú rể từ nay đến hết cuộc đời mình. Vâng, quý vị hãy dành cho cô dâu và chú rể một tràng tay lớn hơn nữa đi ạ. Xin chào, cảm ơn quý vị. Trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy bước tới tháp ly hạnh phúc để cùng mở rượu. Những giây phút hạnh phúc, lãng mạn và tươi đẹp nhất của cuộc đời mình. Chúc cho tình yêu của đôi bạn trẻ mãi mãi nồng nàn như men say của rượu. Để cùng chuẩn bị nâng cấp chúc mừng những cô dâu và chú rể, phút thứ hai gia đình chúng tôi trong ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời quý vị. Một lần nữa xin được kính mời các quý vị hãy tất đầy những ly rượu, ly bia của mình để cùng chứng kiến và chúc hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời. Trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho gia đình của họ nhà gái có đôi lời phát biểu, xin được trân trọng kính mời. Xin kính chào các vị quý khách đã đến dự hội tiệc trong nhân ngày cưới của hai cháu Khánh Linh và Quốc Tuấn. Sau đây chúng tôi xin kính mời các vị nâng cấp để chúc cho hạnh phúc tốt đẹp của hai cháu và chúc các vị sơn một bữa tiệc ngon lành. Xin cảm ơn sự có mặt của các vị. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của vị đại biểu đến từ gia đình họ nhà gái. Và ngay sau đây, họ nhà trai đã có đôi lời để phát biểu và cảm ơn tới tất cả các quý vị. Xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai.
Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa hai mọ, kính thưa toàn thể bạn bè của gia đình và của hai cháu. Qua thời gian tìm hiểu, được hai gia đình đồng ý ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt. Hai gia đình tổ chức trọng thể lễ thành hôn cho hai cháu Vũ Quốc Tuấn và Vũ Khánh Linh. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng sự có mặt đông đủ của các cụ, các ông, các bà tại buổi lễ thành hôn hôm nay là một điều vinh hạnh của gia đình hai họ chúng tôi. Có thể nói cháu Vũ Quốc Tuấn và cháu Vũ Khánh Linh đã được gia đình bố mẹ hai bên hết sức chăm sóc. Các cháu được nuôi dưỡng, dạy dỗ và đều học hành tốt nghiệp đại học. Và đến bây giờ các cháu đều có nghề nghiệp ổn định. Sự đầu tư đó không có gì có thể là kể hết được. Và đặc biệt là có sự chăm sóc, sự ủng hộ của hai họ. Lời phát biểu của ông nội cháu Vũ Khánh Linh trước khi cháu bước chân về nhà chồng, đó là điều căn dặn hết sức quý báu. Chúng tôi thay mặt cho nhà trai xin cảm ơn tình cảm chân tình của họ nhà gái, cảm ơn lời phát biểu của ông nội cháu Vũ Khánh Linh, cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Chúng tôi được phép thay mặt cho nhà trai xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, tất cả chúng ta mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi sự tốt đẹp. Xin cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của vị đại biểu đến từ gia đình của họ nhà trai. Và kính mời cô dâu và chú rể sẽ lần lượt dâng ly sự tình, sự hiếu lên hai bên cha mẹ. Xin được trân trọng kính mời. Trước tiên, chúng tôi xin mời cô dâu có đi rượu dâng lên cha mẹ cháu. Và tiếp theo sau đây, chúng tôi xin mời chú rể có đi rượu dâng lên cha mẹ cháu. Vâng, kính thưa quý vị, và được trở lại mời và lời cảm ơn chân thành nhất của hai gia đình chúng tôi tới gửi quý vị trong ngày vui hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị trong quan trường chúng ta nâng thật cao ly rượu, ly bia, ly nước ngọt của mình trên tay để gia đình chúng tôi được hân hạnh nâng ly và cảm ơn, kính chúc quý vị sức khỏe hạnh phúc. Xin chào kính mời quý vị và cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin mời cô dâu và chú rể cùng nhau uống ly rượu giao bôi. Xin mời hai chúng ta cùng với quý vị chúng ta nâng ly khai tiệc. Vâng, kính thưa quý vị, sân khấu gia đình chúng tôi đã sẵn sàng rồi ạ. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Vâng, thế thì 1, 2, 3 xin mời. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly 1, 2, 3 yo, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. 1, 2, 3 yo, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu, mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3
tay mà không được xỉn nha. Nhớ đó nha. Ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba yo, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đề bờ. Mừng người ta vui, lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui vui nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đề bờ. Mừng người ta vui, lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi. Vô nè. Một, hai, ba, vô. Trong tim đã có nhau trong đời, buồn vui chia nhau.